Malisa sử dụng công nghệ gì để loại bỏ nám cho khách hàng? Malisa loại bỏ nám có thật sự hiệu quả hay là không mà lượng khách hàng tại nhà Malisa lúc nào cũng đông như thế này? Và các chị ơi, hiện tại em đang livestream cho tất cả các chị mình cùng xem là tại phòng chăm sóc da của nhà Malisa nha. Và đây là lượng khách hàng đang được vệ sinh da, kiểm tra da để bắt đầu chăm sóc da bằng công nghệ tiên tiến hiện đại. Và để tìm hiểu thêm về dịch vụ cũng như là sản phẩm của nhà Malisa đã giúp cho chị em mình loại bỏ nám như thế nào, thì sau đây em sẽ phỏng vấn và giao lưu một vài chị khách hàng đến với nhà Malisa với hiện trạng nám trên da khá là nhiều nha tất cả các chị. Dạ các chị ơi, em chào chị nha. Đầu tiên em chào chị. Chị hôm nay chị đến Malisa để chị làm dịch vụ gì vậy chị? Chị làm mặt với mà làm mô gạch cổ. À, làm mặt với làm cổ. Thì sao chị biết đến thẩm mỹ viện Malisa vậy chị? Em của chị có đi rồi. Em chị làm gì bên Malisa? Cũng làm mặt như làm môi, làm mày đó. Em chị làm dịch vụ đã đẹp chưa? Thì cũng ổn dữ rồi đó, cũng đẹp rồi đó. Nên giới thiệu chị đến đây ha. Chị ngày hôm nay á, chị có thể chia sẻ với em một vài câu á, là trước đây làn da của mình bị như thế nào và mình đã sử dụng sản phẩm gì và mình có tìm cách gì để mình điều trị cái làn da của mình chưa? Chị điều trị tùm lum là la chứ không biết đâu nữa. Cái gì chị cũng có xài tới hết trơn á. Ai kiểu như là ai chỉ cái gì cũng mua. Có thuốc ngủ cũng có, mà kem tẩy cũng có, nó đủ thứ hết trơn. Mà trước đây làn da của chị nó có bị nám nhiều giống như vậy không chị? Ha, cũng chung chung vậy à, chứ cô không nhiều hơn mà cô không ít hơn. Nó cũng chung vậy đó. Có nghĩa là cứ như vậy, nhưng mà mình bỏ rất là nhiều tiền, mình bỏ rất là nhiều công ra nhưng mà nó không cải thiện được. Mà không những nó không cải thiện được mà theo như em quan sát hiện trạng da của chị á, là cái gò má, hai cái gò má bên này của mình nó có rất là nhiều những cái gân máu đỏ với lại rất là nhiều những cái sẹo trắng luôn. Thì da của mình cái này là nó tổn thương cấu trúc da khá là nhiều luôn đó chị. Thì ngày hôm nay chị đến với Malisa, chị có bao nhiêu niềm tin rằng Malisa sẽ giúp da chị hết nám? Thì cứ cho chị tin là hết đó, chị mới lên tới đây. À, tại vì có người làm trước mình rồi đúng không chị? Dạ, em tại vì ở dưới bệnh viện cái nước là lên đây rất là nhiều luôn á. Là ở dưới xuống nhà chị người ta lên đây rất là nhiều. Ở huyện lên đây là nhiều lắm rồi đó. Chị nếu như mà đối với làn da này của chị á, mà hồi ngày hôm nay nếu như mà Malisa giúp chị hết nám thì chị cảm giác sẽ như thế nào chị? Mừng chứ vậy. Dạ, chị yên tâm nha. Chắc chắn Malisa với công nghệ cao tiên tiến hiện đại và sản phẩm của Dr. Magic chắc chắn sẽ giúp làn da của chị hết nám. Em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Và các chị ơi, những cái hiện trạng da khi mà các chị đã sử dụng rất là nhiều những cái dòng mỹ phẩm rồi nhưng mà không thể nào cải thiện được làn da nám của mình, thì ngày hôm nay chị khách hàng đã biết đến thẩm mỹ viện nhà Malisa. Và tiếp tục với chị khách hàng này, chị ơi cho em hỏi mình tên gì hả chị? Chị tên Thủy. Chị tên Thủy hả chị? Chị Thủy, chị ở đâu đến? Chị ở Chợ Lách. Ở Chợ Lách, qua đây với ai vậy chị? Đi chung với người chị, người em. Làm mấy chị đó làm dịch vụ gì chị? Chị cũng làm chăm sóc da. Một nhà ba người mình nên mình làm da luôn ha. Sớm, cùng sớm. Dạ, sao mình biết đến thẩm mỹ viện Malisa vậy chị? Có bà chị bà đi trước rồi á. Thấy bà làm ổn nên là đi theo chị làm. Chị, cái làn da với làn da hiện tại của chị á, thì em thấy cái vấn đề nám mảng nè. Cái này là nám mảng nè chị, nó mọc đối xứng hai bên. Má bên đây có, má bên đây cũng có. Với lại da chị bị sần quồ ghệ vỏ cam khá là nhiều. Những cái thâm mụn nó để lại nữa. Lỗ chân lông thì to nè, chỗ này thì nó tăng tiết nhờn. Trước đây là chị có xài sản phẩm gì không chị? Chị cũng có xài nhiều loại, của Đông Anh cũng có. Rồi dùng mấy người ta bán kem trị nám rồi đó, thấy được, thấy người ta xài bớt thì mình bắt chước xài theo mà nó không bớt, nó không có cải thiện. Kiểu như chị em gặp nhau thấy da mình cũng đó. Không có, có bị nám, cái ai cũng chỉ cái gì cũng mua. Thấy người ta xài hết nhưng mà mình thì mình xài không hết. Rồi tiền mình tốn nhiều không chị? Chị cũng tốn tiền nhiều. Ngày hôm nay là sao chị lại chọn Malisa để tiếp tục cái làn da của mình vậy chị? Tiếp tục lấy lại làn da đẹp. Thấy mà chị bả làm thấy ổn đẹp thì hy vọng là đẹp đi lên làm. À là chị đã thấy một chị làm đẹp rồi. Nên chị có động lực chị đến Malisa. Thì ngày hôm nay với bao nhiêu phần niềm tin là chị sẽ loại bỏ nám thành công tại nhà Malisa chị? Hy vọng thì nhiều. Hy vọng là sẽ hết đúng không? Các chị em mình cứ yên tâm nha. Khi mà em livestream lên như vậy thì em biết rằng là khi nào da mình đẹp thì mình mới muốn xuất hiện trước livestream. Da mình chưa đẹp thì chắc chắn là mình chưa muốn xuất hiện đâu. Nhưng mà chị yên tâm, tại vì Malisa tin chắc rằng là sẽ loại bỏ nám thành công cho tất cả các chị thì Malisa mới livestream trực tiếp như thế này. Với công nghệ cao là hai công nghệ của Akin Petra với lại Bixel CO2 chắc chắn sẽ giúp cho làn da của tất cả các chị hết nám. Nè em cho chị xem nè. Đó, chị coi nha. Ở đây là những chị khách hàng đã loại bỏ nám thành công tại nhà Malisa. Nè, chị này cũng bị nám mảng khá là nhiều nè, chị thấy không? Và cái sau khi mà làm da thì cái da của mình nó căng bóng, mịn màng, mướt mát như thế này. Cầm giùm chị khai bát. Nè, chị em cho chị coi thêm một vài hình ảnh nữa nè.
Đây là một chị nha. Có rất rất là nhiều chị đã loại bỏ nám thành công. Cái này là nám đinh nè chị. Nám đinh là cái nám chân sâu. Nó một khi mà mình đã có nám rồi chị, cái chân nó ăn rất 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 là sâu luôn. Và mình sử dụng mỹ phẩm chắc chắn không bao giờ nó sẽ loại bỏ hết được cho mình. Nhưng mà cách duy nhất để mình cải thiện nó là mình kết hợp giữa công nghệ cao với lại sản phẩm của Dr. Magic thì sẽ giúp làn da của mình hết nám. Cái này là em chụp bằng cái camera thường hết đó chị. Và nhiều khi hình này là hình của khách hàng, người ta làm đẹp rồi người ta gửi cho Malisa. Giống như chị nãy chị có tư vấn với quầy là các bạn là kết bạn Zalo với chị đúng không? Về nhà là người ta sẽ nhắn tin hỏi han các chị là chị ơi da chị như thế nào rồi, da chị bong chưa, chị xài kem như thế nào, chị có quên bước nào không, gửi qua đây em hướng dẫn qua cho xài. Đó, rồi khách hàng người ta sẽ tự chụp hình qua. Trong xuyên suốt cái quá trình mà mình sử dụng sản phẩm sẽ có người đi theo mình chăm sóc cho mình vậy đó chị, để hướng dẫn làm sao mình kết hợp, làm sao chế độ ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ làm sao để cái da của mình nó phát huy tối đa cái hiệu quả cho chị nhanh hết nám nhất có thể. Ha. Về nhà các chị hứa với em là phải xiên xài kem nha. Em biết cái chị đã đầu tư tiền ra rồi là cũng muốn một làn da đẹp, bỏ công đi tới đây rồi, đường xá rất là xa xôi thì cũng muốn cho mình có một làn da đẹp, thì các chị nhớ là phải chăm sóc da và ăn uống chế độ sinh hoạt ngủ nghỉ giúp em nha. Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. Ngồi đợi xíu giúp em nha. Và các chị ơi, em cho các chị xem thêm một vài số hình ảnh trong iPad. Em cảm ơn mấy chị nhiều lắm nha. Các chị ơi, đây là một số hình ảnh ở trong iPad nha các chị xem giúp em nha. Những cái hình ảnh này là khách hàng đã làm da thành công tại nhà Malisa và đã cải thiện làn da của mình rất rất là tuyệt vời nha. Chị nào có nám thì hãy đến với thẩm mỹ viện nhà Malisa để được sử dụng hai công nghệ, đó là Quagen Petra và Pixel Gel 2 để loại bỏ hết tất cả những cái vấn đề về nám, tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi trên da. Bên cạnh đó còn sử dụng thêm công nghệ Pixel Gel 2 để phục hồi lại làn da, trẻ hóa lại làn da cho tất cả các chị nha. Và tiếp theo sau đây để hiểu thêm về công nghệ Pixel Gel 2 là gì thì Malisa sẽ livestream trực tiếp cái công nghệ Pixel Gel 2 này làm gì và nó sẽ giúp được gì cho tất cả các chị nha. Và các chị ơi, các chị đang xem trong màn hình là công nghệ Pixel CO2 nha. Bây giờ em sẽ mời bác làm nha. Các chị có thấy cái ô vuông định hình màu đỏ đỏ không ạ? Ô vuông định hình màu đỏ đỏ trên da khách. Đây là công nghệ tái tạo trẻ hóa trắng sáng da. Công nghệ này nó sẽ chiếu ánh sáng thông qua một cái thấu kính hội tụ để tạo ra một mạng lưới vi điểm ở trên bề mặt da nha. Nó sẽ làm da của các chị bị viêm sưng, bị tổn thương nhưng mà trong chế độ an toàn, tức là không hư hại cấu trúc da của mình, mà ngược lại theo cơ chế tự làm lành, tự phục hồi của làn da. Nó sẽ kích thích da sản sinh ra collagen, kích thích tất cả những cái elastin ở dưới da sản sinh ra collagen, để sau khi làm xong tầm 7 đến 12 ngày khi da của các chị ổn định thì khi đó da của các chị nó sẽ căng hơn, mịn hơn, điều tiết lại lượng nhờn, thu nhỏ lỗ chân lông, loại bỏ lớp da sần sùi vỏ cam, làm mờ nếp nhăn. Và nói nôm na là công nghệ này là căng da mà không cần giải phẫu các chị. Đối với một lần làm đẹp da bằng công nghệ cao, da sắc tố kết hợp cho chị hai công nghệ là công nghệ White Skin Spectra và Pixel CO2 đang được ưu đãi từ giá gốc là 1,6 triệu, nếu các chị chia sẻ livestream chỉ còn có 800 thôi. Và các chị yên tâm nha, giá cả Malisa đã niêm yết công khai rõ ràng, giá niêm yết 800 thì khi các chị đến tư vấn đúng giá 800, chứ không phải đến nhìn mặt các chị thấy các chị sang có tiền thì thu 2-3 triệu, còn nếu không có tiền thì tự giảm giá rồi cắt bớt công đoạn đâu. Malisa nói là làm, nói được làm được, không có nói điêu mất lọc nha các chị. Còn một công nghệ nữa là công nghệ White Skin Spectra, thì công nghệ này nó sẽ xử lý tất cả những cái vấn đề liên quan đến sắc tố thâm sạm nám ở trên da. Da của các chị có sắc tố, công nghệ này nó sẽ xử lý cho các chị. Nó sẽ sử dụng ánh sáng để nghiền nát, phá vỡ và đào thải sắc tố melanin ra khỏi bề mặt da nha. Và các chị ơi, các chị nhớ giúp Malisa là Malisa không làm gói, không bán liệu trình 10 lần, 20 lần, 1 năm hay 2 năm đâu. Nhiều cơ sở spa thẩm mỹ á, làm theo gói, bắt các chị phải mua một gói 30 triệu, 50 triệu, 70 triệu. Tư vấn khách là làm gói xong, làm đằng đẵng 1 đến 3 năm, khách đi hoài mà da không cải thiện, tiền thì cứ đội nón ra đi, nhưng mà làn da xấu thì nó vẫn ở lại, dẫn đến là các chị chán nản rồi mình bỏ luôn. Malisa không làm theo kiểu đó nha. Dù da các chị nặng cỡ nào, làm có thể là 1 tiếng, 2 tiếng hoặc 3, 4 tiếng mới xong, nhưng Malisa vẫn tính chỉ có 800 thôi. Và làm lần nào mình thanh toán lần đó. Khi các chị đến Malisa làm đẹp da sắc tố, Malisa tư vấn cho các chị là làm liệu trình là 3-5 lần đi. Nhưng mà nếu các chị làm 1-2 lần da của các chị nó cải thiện, nó ok rồi, thì các chị ở nhà dưỡng da thôi. Tại vì Malisa làm là hiệu quả thực sự. Các chị làm lần nào da cải thiện lần đó, làm một lần thấy da đẹp lên, ok hơn, mướt hơn, thì các chị sẽ tin tưởng, tin yêu, quay lại làm lần thứ hai, thứ ba, đúng không ạ? Chứ không ép các chị phải mua theo gói, nên các chị yên tâm nha. Công nghệ các chị đang thấy trong màn hình là công nghệ Pixel CO2. Công nghệ này nó sẽ tái tạo trẻ hóa trắng sáng da, kích thích elastin sản sinh ra collagen để da các chị căng hơn. Collagen nó rất quan trọng đối với làn da luôn các chị ơi. Nó quyết định sự trẻ trung, căng bóng và đàn hồi của da.
da của các chị càng nhiều collagen thì da mình càng có sức sống. Tuy nhiên theo thời gian nè, quá trình lão hóa, khí hậu, môi trường nắng nóng và các cái yếu tố nội sinh, ví dụ như giai đoạn tiền mãn kinh hoặc khi mình có em bé, thì cái chế độ sinh hoạt của mình nó cũng ảnh hưởng phần nào đó đến cái lượng collagen ở trên da, khiến collagen trên da ngày càng nó bị đứt gãy, bị hao hụt. Quá trình tổng hợp ra collagen á thì nó diễn ra chậm đi. Nếu chúng ta không can thiệp thì da nó sẽ càng ngày càng xuống cấp sập sệ. Các chị có thể thoa, có thể uống collagen, nhưng nó sẽ mất cái giai đoạn chuyển hóa nên hiệu quả nó sẽ rất là chậm và mình dễ bị tăng cân. Da chưa đẹp mà nhiều khi đã mất đi cái dáng rồi. Còn công nghệ này nó sẽ tác động trực tiếp vào cấu trúc da của các chị để kích thích nó tự sản sinh ra collagen thì nó sẽ nhanh, hiệu quả rõ rệt hơn nha. Tiết kiệm thời gian, chi phí làm đẹp cho các chị luôn. Các chị ơi, sau khi các chị làm đẹp da tại nhà Marisa sử dụng bằng hai công nghệ cao, đó là quay phim Betcha và Pixel CO2, thì cái nền da của mình sẽ trở nên căng bóng hơn, mướt mát hơn luôn nha. Sau khi các chị làm xong thì mình cứ sử dụng cho em cái bộ sản phẩm N3. Thì bộ sản phẩm N3 này sẽ gồm có 3 món nha các chị. Đầu tiên là kem dưỡng ẩm sâu bên trong. Cái sản phẩm này nó sẽ giúp nuôi dưỡng làn da các chị mình khỏe mạnh từ sâu bên trong da luôn. Một khi nền da mình đã khỏe rồi thì mình muốn sử dụng những cái vấn đề nám trên da thì nó mới cải thiện trên da mình được nha. Và cái sản phẩm thứ hai là sản phẩm kem xóa thâm làm sáng da. Cái sản phẩm này nó sẽ giúp nghiền nát phá vỡ những sắc tố melanin ở cấp độ 1. Những nền da nào xỉn màu chưa được điều màu, những nền da có những cái vết thâm trên da sẽ được loại bỏ hết luôn nha. Làm nền da các chị mình trắng sáng đồng đều tông màu da luôn. Và sản phẩm cuối cùng cũng là sản phẩm chủ lực trong bộ sản phẩm N3 này là sản phẩm kem loại bỏ sắc tố. Sản phẩm này nó sẽ làm nghiền nát phá vỡ phân hủy tất cả những sắc tố melanin trên làn da. Những nám đinh, nám mạn, đốm nâu tàn nhang ở trên da mình sẽ được đẩy bay luôn nha. Và cái sản phẩm này nó còn giúp xe khít lỗ chân lông, điều tiết lượng mỡ nhờn và những làn da sần sùi vỏ cam cũng được cải thiện luôn nha. Ba cái sản phẩm kem dưỡng ẩm sâu bên trong, kem xóa thâm làm sáng da và kem loại bỏ sắc tố, nó sẽ kết hợp với nhau tạo nên một hiệu quả vô cùng quy diệu dành cho những làn da nào có bị nám đinh, nám mảng, tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi. Dù các chị mình nám đã lâu năm hay nám mới hình thành, thì khi các chị mình sử dụng công nghệ cao tại nhà Marisa là công nghệ quay kim Betcha và công nghệ Pixel CO2 kết hợp cùng với bộ sản phẩm N3, thì làn da của mình sẽ nhanh chóng được cải thiện nha. Và các chị ơi, để loại bỏ nám ở trên da thì nó là cả một vấn đề đúng không các chị? Chứ không phải ngày 1, ngày 2 mà mình có thể hết được. Bởi vì thời gian nám đeo bám mình cũng đã rất là lâu rồi đúng không ạ? Nên các chị hãy lựa chọn cho mình một cơ sở uy tín chất lượng để trao chọn niềm tin nha. Thẩm mỹ viện bây giờ thì mọc lên như nấm sau mưa, nên có nhiều cơ sở thẩm mỹ mở ra để cố ý lấy tiền các chị. Là mình làm bằng máy điểu, nặt máy dởm, làm nền da các chị không những không hết nám mà còn xảy ra những vấn đề về sẹo trắng ở trên da, da bị tăng sắc tố, da bị nám nặng hơn nữa. Thì lúc đó là tiền mất tật mang luôn nha các chị mình nha. Và nhà Marisa thì là với 25 năm kinh nghiệm trên lĩnh vực thẩm mỹ nên luôn đưa uy tín chất lượng lên hàng đầu, nên tất cả khách hàng mình cứ yên tâm nha. Làm da tại nhà Marisa với hai công nghệ cao quay kim Betcha và Pixel CO2, Marisa ưu đãi từ 1.600.000 đồng chỉ còn có 800.000 đồng thôi, nên các chị mình cứ yên tâm đến nhà Marisa nha. Và nhà Marisa chia sẻ thật với các chị luôn, Marisa thì không bán gói liệu trình. Marisa thì da của mình dù nặng đến cỡ nào thì đi lần nào tính tiền lần đó, không giống như những cơ sở thẩm mỹ khác. Mình đi bán gói liệu trình là 40 triệu, 50 triệu, thậm chí là nhiều hơn, nhưng các chị mình đi một lần hai lần các chị không thấy hiệu quả thì các chị bỏ, thì cái tiền đó mình cũng không có lấy lại được đúng không các chị? Nhà Marisa thì công kinh doanh như vậy nha. Nhà Marisa đi lần nào tính tiền lần đó, dù da nặng cả nào cũng không đi quá 5 lần nha các chị mình nha. Trăm nghe thì không bằng mắt thấy các chị ơi. Đây là hiện trạng da của chị khách hàng khi đến với thẩm mỹ viện nhà Marisa. Marisa không phải giúp cho một chị, hai chị hết nám đâu, mà đã giúp cho rất là nhiều chị rồi. Đa số những chị khách hàng khi đến với nhà Marisa với cái hiện trạng da cực kỳ là nặng như thế này, là chị khách hàng này đã đi làm da nhiều nơi, từng bắn laser và sử dụng thuốc rượu để lại những cái sẹo trắng trên da rất là to luôn, và nền da bị sần, bị vỏ cam bên hết trơn luôn này, và bên đó là tăng tiết nhờn trên da nè các chị. Đây các chị thấy không? Và sau khi làm tại nhà Marisa, chị khách hàng này đã lấy lại một làn da cực kỳ là tuyệt vời. Ở không những hết nám mà da còn căng, bóng, mịn màng như thế này đây. Làn da đều cái tông màu da lại, cả gương mặt của mình nhìn rất là tuyệt vời đúng không? Đây,
chị khách hàng này bị nám mảng nha các chị. Nám mảng có tính chất đối xứng, má bên đây có thì má bên kia cũng sẽ có. Và tình trạng nám mảng trên da chị khách hàng này rất rất là nhiều luôn. Đây, nám mảng nó ở trên một cái vùng gò má như thế này, ở 80% luôn rồi. Và nó ăn lan lên trên cái vùng thái dương chân tóc như thế này. Đây các chị nhìn em giúp em nha, nguyên một cái vùng mảng nè. Và nó ăn lan như cái vùng mép môi này, người ta gọi là nám râu nữa các chị. Và lên trên cả cái vùng cánh mũi luôn. Các chị nhìn kỹ nha, cả cái vùng ở trong cái chân mày nó vẫn có nám như thế này. Là nám trên da nó đã có rất là lâu và cái chân nó đang rất là lan dần luôn. Chị này mà còn để lâu hơn nữa là nám nó coi như nó bao phủ hết toàn bộ gương mặt của mình luôn. Giống như một cái lớp mặt nạ nó bao cả cái gương mặt của mình luôn như vậy đấy. Và sau khi làm công nghệ cao là hai công nghệ qua Kimetra với lại Dixel CO2 kết hợp với bộ sản phẩm N3, lấy lại một làn da như thế này có tuyệt vời không ạ? Các chị nghĩ đi, có tuyệt vời không? Chứ bản thân em là em thấy nó rất 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 là tuyệt vời, rất là đỉnh luôn á các chị. Mới có thể loại bỏ nám ra khỏi làn da và lấy lại một làn da cực kỳ là đẹp như thế này. Này các chị nhìn nha, nó có những cái lỗ chân lông nè, chứng tỏ đây là camera thường nè các chị thấy không? Chứ nếu như mà camera app thì các chị không có thấy được những cái lỗ chân lông và những cái đốm nâu li ti như thế này đâu. Da chị này tiếp tục kết hợp bộ N3 cho em, da còn cải thiện rất là nhiều nữa nha. Đây, rất là nhiều. Trời ơi, bây giờ ngồi livestream cả ngày cũng không hết nữa các chị, tại vì Malisa không phải giúp cho một chị hết nám mà giúp cho hàng trăm chị em mình đã hết nám rồi. Chị nào bị nám thì cứ mạnh dạn đến với thẩm mỹ viện nhà Malisa cho em nha. Chị để em livestream như thế này cho tất cả các chị có thêm một cái động lực để lấy lại một làn da đẹp cho mình nha các chị. Nhất dáng thì nhì da, làn da nó quyết định 50-70% trên cái con đường đi tìm nhan sắc cho chính mình. Chị nào có nám cứ mạnh dạn đến với thẩm mỹ viện nhà Malisa giúp em. Có mụn cứ đến Malisa, có rỗ cứ đến Malisa, thậm chí có bớt sắc tố các chị cứ đến với Malisa cho em nha. Cảm ơn tất cả các chị đã đón xem và theo dõi livestream với thẩm mỹ viện nhà Malisa nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị trong những livestream tiếp theo.